Rồi chào toàn thể anh em ha. Nay lên cho anh em con khu khách này nha anh em. Thì nói chung là con này là hồi xưa là mình mua là giá 5 triệu. Giá 5 triệu. Từ Gia Lai gửi về đây là tới đây cho mình luôn là 300.000 tiền ship nữa. Là 5 triệu 3 mà mình mua về mình chỉ quýnh được có đúng một lần một duy nhất thôi anh em. Rồi nó chìm tới nay luôn ha. Chìm tới nay là tầm một năm mấy rồi. Giờ nó mới nổi lại, nhưng mà giờ nó nổi lại lên khách nha anh em. Nhưng mà nó chưa có thuộc hung anh em, nó dạng mới nổi lại nó gặp mình tại mình chọc nó thường xuyên á. Nó nổi lại nó mới hơi thuộc mình nè. Anh em nào cần về tập thêm nữa để nó thuộc thành một chuẩn một con khách luôn á thì cứ liên hệ mình ha. Con này hiện tại bây giờ thọt tay là đá bóp nha anh em. Để mình thọt tay cho anh em xem ha. Đó, tay là đá bóp bóp ha. Đó. Rồi anh em nào cần con này cứ liên hệ ha. Mình sẽ cho anh em xem cái đoạn clip mà mình móc tay nó gù nha anh em. Mà cái con này cái giọng thúc rất ác nha anh em. Anh em nào cần con này thì cứ liên hệ cho mình ha. Mình sẽ gửi clip cho nó đứng thúc cho anh em xem ha. Con này đứng thúc rất là ác. Rồi, chào anh em nha.